Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Cái tập tuần này, một cái tập mình nghĩ là khi mà anh em thấy cái số được đánh ở trên cái tập podcast tuần này thì thấy nó cũng có một cái sự đặc biệt, đó là một cái chuỗi. Đây là tập số 123. Thì hy vọng là trong một cái tập mà nó có một cái đánh số nó đặc biệt như thế này thì những cái câu chuyện và những cái góc nhìn mà bọn mình chia sẻ đến anh em nó cũng sẽ đâu đó nó có một cái sự liền mạch và cũng có một cái sự trôi chảy và một cái sự thăng hoa giống như cái chuỗi 123 như thế này. Trước khi đi vào cái nội dung chính của cái buổi trò chuyện hôm nay thì xin chào vị khách mời của chúng ta tuần này, anh Poseidon, một gương mặt đã đồng hành cùng với chúng ta rất nhiều những cái tập podcast và rất vui được có cơ hội để gặp lại anh Poseidon trong DeFi Discussion tuần này. Xin chào Nguyên và xin chào tất cả độc giả và những cái người xem quen thuộc của DeFi Discussion. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thì ok, giống như mình có đề cập ở trong cái phần màu đầu của cái tập podcast này thì chúng ta đang có một cái con số đó là 123 và nó cũng đâu đó tượng trưng cho cái chủ đề mà mình với anh Poseidon muốn thảo luận trong tập tuần này, đó là cái sự tiến triển của những thế hệ Internet từ Web 1, Web 2 và Web 3. Tất nhiên là cái từ khóa Web 3 nó đang đâu đó được sử dụng một cách nó khá là đại trà mà anh em cũng có thể thấy được ở rất là nhiều những cái nền tảng truyền thông. Tuy nhiên là trong tập tuần này thì chúng ta sẽ không nói về những thứ nó quá là vĩ mô, nó cũng không quá là tương lai, nó cũng không quá là tầm nhìn, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào khai thác cái bối cảnh hiện tại trong cái quá trình chuyển dịch từ Web 2 lên Web 3. Thì ok, chắc là cái câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi, đó là nếu như mà đặt vai trò là một cái người dùng á, ở trong cái nền tảng Web 3 đi, thì nếu như mà buộc anh phải đâu đó có một cái sự đánh đổi là tôi phải xác thực hoặc là nhập những cái thông tin liên quan đến các cái công cụ ở trong nền tảng Web 2, ví dụ như là email nào hoặc là KYC á, thì cảm giác của anh như thế nào khi mà sẽ phải sử dụng những cái hình thức như vậy, và đâu đó chúng ta sẽ hình dung với nhau là cái sự chuyển dịch này nó sẽ tạo ra những cái lợi hoặc là những cái đánh đổi như thế nào á, thì không biết là cái cảm giác của anh Poseidon nó sẽ như thế nào. Thì để mà trả lời câu hỏi này thì mình có thể lấy một cái ví dụ như thế này, tức là anh em có thể thấy là nếu như anh em ở trong một cái khu dân cư cao cấp đi ha, thì chúng ta sẽ có một cái những cái quy định, thí dụ như là không được ca hát karaoke quá giờ này, đổ rác đúng nơi quy định này, hay là ra vào cổng các thứ phải có thẻ, thậm chí là khi mà chúng ta đón người lạ vào các thứ chúng ta phải phải ra tận nơi và phải chứng minh được đó là đúng là bạn bè hay người thân chúng ta thì bảo vệ mới cho vào đó, ví dụ như những cái khu chung cư hoặc khu dân cư cao cấp chẳng hạn. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta ở những cái khu nhà ở bình thường thôi, nó là những cái khu dân cư truyền thống ở quê chẳng hạn, hay là ở những cái thành phố bình thường chẳng hạn, thì anh em thấy là chúng ta khá là thoải mái với những cái câu chuyện nó ngược hẳn hoàn toàn so với những cái ở trên, tức là chúng ta chẳng cần xin phép ai cả, bạn bè hay là ai tới chơi nhà thì thoải mái thôi. Và đôi khi chúng ta có thể có những cái nó sẽ hơi kiểu có thể là thoải mái hơn một chút, thí dụ như là karaoke hay là đôi lúc là sửa nhà các thứ ồn ào, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến, không phải là không ảnh hưởng, nhưng mà đại loại là sẽ không bị ai nhắc nhở ấy, không có một cái quy định nào được áp vào chúng ta được. Thì đó là cái sự khác nhau, nhưng mà một bên thì chúng ta có cái sự thoải mái hơn, nhưng mà bên kia thì mặc dù chúng ta sẽ phải chịu những cái quy định, những cái quy định chung để kiểm soát những cái hành vi của chúng ta, khiến cho đôi lúc chúng ta sẽ không thể nào mà thực hiện những cái việc mà gọi là theo ý thích được, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái môi trường sống nó tốt hơn, nó văn minh hơn và nó an toàn hơn. Thì ở đây đó là một cái câu chuyện đến đổi thôi, tức là trước đây thì chúng ta hay nói là Web 3 là phi tập trung các thứ và mọi thứ nó sẽ đều không chịu sự phụ thuộc của bên thứ ba, và rõ ràng trước giờ nó là như vậy và nó cũng có những cái ưu điểm thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Chúng ta có thể hoàn toàn là ẩn nhân ở trên cái môi trường blockchain và mọi người chỉ có thể biết được chúng ta thông qua một cái địa chỉ ví hay là một cái
cái định danh của dưới dạng domain của NS chẳng hạn, thì chỉ như vậy thôi chứ chẳng biết chúng ta là ai hay là đang làm những cái gì ở trong blockchain hay là những cái mục đích hay những cái liên quan đến cái danh tính của chúng ta. Nhưng mà đổi lại thì khi mà chúng ta bị tấn công, bị hack hoặc là bị một cái vấn đề nào đó, ví dụ như là chuyển nhầm tiền chẳng hạn hoặc là chuyển sai mạng lưới chẳng hạn, thì cũng chẳng có đơn vị nào có thể hỗ trợ cho chúng ta để mà xử lý những cái vấn đề đó, tại vì đang phi tập trung và khi mà chúng ta phi tập trung như vậy thì những cái hành vi chúng ta dĩ nhiên là nó sẽ không bị ai kiểm soát, nhưng mà bù lại thì cũng sẽ không có ai chịu trách nhiệm thay cho chúng ta được, và không có ai có thể hỗ trợ chúng ta để mà lấy lại được những cái mà chúng ta có thể làm sai hoặc là bị tấn công nhỉ. Thì đây là câu chuyện đến độ thôi. Thì trước đây web 3.0 thì người ta ít khi người ta đặt ra cái câu hỏi, cái vấn đề đó là sự xác thực ở trong web 3.0, tại vì cái mục đích mà web 3.0 hay blockchain, chúng ta nói web 3.0 thì nó hơi rộng, blockchain nó sinh ra là để mà thay thế những cái khắc phục những cái điểm yếu của tiền tệ, và ngoài ra thì nó giúp tạo ra một cái môi trường phi tập trung và ẩn danh cho những cái người tham gia nó. Thì chính vì vậy chẳng ai đặt ra cái câu hỏi là định danh hay xác thực cái gì trên blockchain cả. Tuy nhiên thì trước những cái sự phát triển của blockchain hiện nay và cái yếu tố mass adoption, tức là ngoài cái câu chuyện là tạo ra một cái môi trường phi tập trung, thì chúng ta cũng phải tạo ra một cái môi trường nó an toàn và nó phù hợp với những cái định chế pháp luật hiện tại. Thì chính vì vậy bắt đầu người ta quan tâm hơn đến cái câu chuyện đó là định danh ở trên web 3.0, và làm thế nào để mà vừa xác thực định danh mà vừa vẫn đảm bảo được cái yếu tố phi tập trung và cái yếu tố ẩn danh cho người dùng. Và thì đây là cũng đang là một cái bài toán mà khá là nhiều dự án cũng đang đưa ra các cái giải pháp để mà thực hiện. Thì quay trở lại cái câu chuyện câu hỏi của Nguyên đó, thì mình thấy là nói thêm một ý nữa, tức là nói về web 2.0 đi, thì ngày xưa cái thời mà 2017 2018 khi mà mình xài Binance hay là những cái sàn giao dịch khác đó, thì chúng ta cũng phải xác thực, nhưng mà chúng ta sẽ xác thực thông qua một cái mã code được gửi đến email hoặc là số điện thoại, đúng không ạ? Thì đó là cái cách điển hình nhất. Thì hiện nay anh em thấy là với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật đó, thì hiện tại chúng ta có thể dùng Face ID, có thể dùng vân tay, và nó nhanh hơn, tức là đại loại chúng ta vẫn phải xác thực, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng những cái dự án hay những cái sản phẩm nó sẽ cải tiến làm sao để cái khâu xác thực nó dễ dàng hơn và nó nâng cái trải nghiệm người dùng hơn, mà dĩ nhiên nó vẫn đảm bảo sự an toàn. Thì cho nên mình thấy rằng giữa cái sự cân bằng thì chắc là sẽ hơi khó một chút, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào cái mà anh em hướng đến. Nên nó thí dụ như trong blockchain hiện tại cũng vậy thôi, nếu anh em muốn tài sản mình an toàn hơn, anh em có thể xài những cái sàn uy tín như Binance, và anh em phải xác thực danh tính các thứ, thì người ta mới cho anh em nạp rút tiền trong một cái giới hạn lớn, và khi mà anh em bị tấn công thì người ta mới có cái căn cứ người ta xử lý hoặc là người ta bồi thường cho chúng ta. Còn ngược lại, nếu anh em không thích, anh em nói là không, tôi không muốn ai biết tôi là ai hết á, thì anh em vẫn có thể xài những cái phi tập trung, ví dụ như các cái ví điện tử của dạng như MetaMask hay là Coin8 Wallet hay là Trust Wallet chẳng hạn, thì những cái đó anh em có thể tạo hàng trăm hàng nghìn cái ví mà và sử dụng mà cũng chẳng ai biết chúng ta là ai. Thì cái đây là cái câu chuyện sự lựa chọn và sự đánh đổi thôi. Thì tùy vào cái mục đích và của chúng ta tham gia trong cái thị trường mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương án nó phù hợp. Thì tuy nhiên thì trong cái thời gian tới mà mình nghĩ là có thể là 2-3 năm nữa thì cái môi trường nó sẽ dần dần thay đổi, tức là những cái dạng ví phi tập trung hay là những cái nền tảng phi tập trung ấy, nó sẽ phải tiến tới yêu cầu chúng ta xác thực danh tính ở một mức độ nào đó và dưới một cái hình thức nào đó để vừa đảm bảo là tăng cái độ bảo mật và vẫn duy trì được cái sự phi tập trung. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái câu hỏi của Nguyên. Thì cũng giải thích với anh em một xíu, đó là tại sao vô ngay cái câu đầu mà cái câu hỏi nó khá là chi tiết liên quan đến cái câu chuyện là email hay là KYC các thứ. Thì cũng chia sẻ với anh Poseidon là dạo gần đây thì em cũng thử nghiệm một vài cái sản phẩm DApp, thì em cũng thấy là bây giờ họ cũng đang có một cái xu hướng
đó là khi mà mình ví dụ như thậm chí là khi mà mình đăng nhập cái ví vào và mình ký xác nhận một cái gì đó để gọi gần như là mình đăng ký tài khoản ở trên cái DApp đó, thì họ cũng bắt đầu yêu cầu là phải gửi những cái thông tin liên quan đến email rồi những cái hình thức nói chung là của web 2, thì cá nhân em thấy nó cũng khá là đâu nó cũng khá là phiền, tại vì đơn giản là một phần là do mình xài những cái nền tảng web 3 từ xưa giờ, cái trải nghiệm web 3 nó vẫn sẽ rất là cồng kềnh, nhưng mà đâu đó khi mà mình xài quen rồi thì mình thấy là à nếu như thuần là web 3 không á thì nó sẽ ok, mình xài quen thì mình sẽ chấp nhận được, nhưng mà khi mà nó có một cái sự trộn lẫn giữa web 2 và web 3 vào như vậy á thì đâu đó nó sẽ có một cái sự rất là cồng kềnh, tại vì nhiều khi mình phải tương tác hoặc là thay đổi cái thiết bị của mình nữa, mình lưu trữ cái này nó ở một thiết bị khác, mình lưu trữ cái kia ở một cái thiết bị khác, thì đâu đó cái sự giao thoa này nó cũng tạo ra một cái trải nghiệm người dùng nó cũng khá là phức tạp. Thì đó là lý giải một xíu về cái lý do tại sao mà em cũng muốn biết là cái góc nhìn của anh Poseidon về cái câu chuyện là giao thoa giữa cái web 2 và web 3 là như vậy. Và rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải có một cái điểm cân bằng, một cái điểm cân bằng về cái đánh đổi. Web 2 thì nó tiện lợi rồi và nó gần như là cái tốc độ nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà web 3 thì đâu đó chúng ta sẽ có cái sự sở hữu nó, cái tính sở hữu của nó sẽ cao hơn, và cái tính riêng tư thì đâu đó nó sẽ ok hơn. Thì đâu đó chúng ta sẽ cần phải tìm ra một cái điểm cân bằng đó. Ok, thì chắc là câu hỏi thứ hai dành cho anh Poseidon là dạo gần đây thì chúng ta thấy là rất là nhiều những cái đơn vị ở mạng web 2 á, là ví dụ như Telegram đi, một cái ứng dụng nhắn tin, thì họ cũng bắt đầu lấn sân và có rất là nhiều những cái hoạt động tích hợp web 3, hoặc là những cái CX thì CX thì chúng ta biết hồi xưa là nói là trong mạng crypto, nói là trong mạng blockchain như vậy, nhưng mà đâu đó những cái thao tác trên CX chúng ta vẫn xác nhận đó là một cái thao tác off-chain và một cái thao tác tạm gọi đó là web 2. Thì các cái CX thì bây giờ họ cũng đang có một cái động thái là dịch chuyển dần sang phát triển những cái ví nè, để đưa người dùng lên những cái không gian on-chain nhiều hơn. Thì chúng ta thấy là OKX hay là BNB thì họ cũng phát triển những cái ứng dụng ví của mình rất là lâu rồi. Thì anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái xu hướng này, và liệu người dùng có kịp thích nghi và gọi là thay đổi cái thói quen của mình sử dụng khi mà có những cái sự dịch chuyển như vậy hay không? Đặc biệt là chúng ta thấy là khi mà có những cái sự giao thoa giữa web 2 và web 3 với nhau thì nó rất là lộn xộn đúng không? Thà là web 2 hẳn, thà là web 3 hẳn, nhưng mà ví dụ như giờ là có một cái sự trộn lẫn, ví dụ như là web 2.5 chẳng hạn, thì đâu đó nó sẽ có một cái sự gượng gạo cho người dùng. Thì không biết là anh Poseidon có nghĩ như vậy hay không, và anh nghĩ như thế nào về cái xu hướng hòa trộn giữa web 2 và web 3 như thế này? Thì thực ra cái câu chuyện dịch chuyển dần từ web 2.0 lên web 3.0 thì thực ra mình nghĩ đây là cái câu chuyện tất yếu thôi, nhưng mà chẳng qua là những cái vấn đề mà Nguyên nói thì nó tồn tại là bởi vì cái cơ sở hạ tầng hay là cái khoa học kỹ thuật hiện tại nó chưa có thể giải quyết được hết những cái bài toán mà cái web 3.0 nó đang đặt ra, cho nên chúng ta thấy rằng đâu đó nó sẽ có những cái thời điểm nó giao thoa như vậy. Trở lại cái ý đầu tiên mà Nguyên nói, thì những cái sàn giao dịch người ta đang phát triển những cái ví, thì mặc dù những cái sàn như Binance hay OK chẳng hạn thì đó đều là những cái sàn rất là lớn và rất là lâu đời rồi, và thực ra cái mình nghĩ cái nguồn tiền hay là những cái lợi nhuận lớn nhất của người ta là đến từ cái hoạt động là làm cái sàn giao dịch và là cái gần như là cái nền tảng. Nhưng mà người ta ví dụ như Binance hay là OK thì người ta đều có những cái hoạt động để phát triển những cái hệ sinh thái phi tập trung. Điển hình nhất là Binance, từ một cái sàn giao dịch tập trung thì đã phát triển thành công một cái Binance Chain rất là lớn, và hiện tại vẫn đang là một trong những cái top, những cái hệ sinh thái lớn nhất trong thị trường. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng web 2.0 và web 3.0 tại cái thời điểm bây giờ nó đang phát triển một cái song song. Sẽ có những cái lúc đến một cái thời điểm nào đó thì web 3.0 nó bắt đầu dần dần nó thay thế web 2.0, và chúng ta thấy rằng cái sự thay thế nó đã bắt đầu dần dần xuất hiện khi mà có những cái thời điểm mà những cái sàn DEX nó có khối lượng giao dịch còn lớn hơn những cái sàn tập trung hoặc là những cái sàn như như Uniswap chẳng hạn, hay là DEX có những cái thời điểm mà khối lượng giao dịch của nó lớn hơn những cái sàn tập trung truyền thống trong cùng một cái lĩnh vực, hay là cái câu chuyện về những cái domain hiện tại thì trong cái web 3.0 cũng đã phát triển rất là nhiều và rất là phổ biến, ví dụ như NS chẳng hạn hay là những cái domain khác. Thì ở đây nó vẫn chưa hoàn toàn thay thế được, dĩ nhiên, tại vì rõ ràng
vẫn là những cái vấn đề về bảo mật, những cái vấn đề về xác thực định danh như mà chúng ta đã nói về ý một, tức là chưa có một cái giải pháp nào nó đủ hoàn thiện, hay là những cái vấn đề về trải nghiệm người dùng đó, đúng không? Hiện tại chúng ta đăng nhập vào MetaMask các thứ thì chúng ta vẫn phải lưu trữ private key các thứ, rồi phải đảm bảo là cái việc mà chúng ta thao tác giao dịch hay là tương tác với các blockchain hay là TApp phải hết sức cẩn thận và phải chú ý đặc biệt là đối với những cái ví có tài sản lớn, tại vì rất dễ chúng ta bị tấn công, vân vân. Tại vì hiện tại những cái ví như dạng như vậy người ta chưa đủ hoàn thiện để người ta cung cấp cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt như như những cái sàn truyền thống hay là những cái loại ví thanh toán truyền thống, ví dụ như là anh em đang xài ở Việt Nam là Momo chẳng hạn, hay như là những cái ngân hàng chẳng hạn, thì chúng ta an tâm hơn và chúng ta thao tác một cách nó thuận tiện hơn. Tuy nhiên thì Web 3.0 nó chưa đạt đến cái trình độ đó, và chính vì vậy thì Web 3.0 nó vẫn chưa hoàn toàn có thể thay thế được Web 2.0. Chúng ta vẫn phải giao dịch song song giữa Binance với Uniswap, tại vì Uniswap sẽ có những thời điểm, ví dụ như ở trên mạng lưới Ethereum, một cái giao dịch nó lên đến hàng chục đô, hàng trăm đô, hoặc thậm chí nó bị delay, nó bị lag, hay nó mất đi giao dịch. Nhưng mà đối với Binance thì sẽ có những thời điểm chúng ta chỉ cần bấm mà market buy, market sell một cái là xong, và phí giao dịch nó cũng rất là rẻ, và chúng ta vẫn hoàn toàn thực hiện được rất là nhiều giao dịch mà chúng ta mong muốn đó. Nhưng mà đổi lại, nhìn lại một cái câu chuyện khác, thì Uniswap nó vẫn đang hoàn thiện và nó vẫn đang phát triển, và nó vẫn có một cái nhất thị phần riêng của nó với cái đặc trưng là DeFi, đặc trưng đó là tính phi tập trung, khi mà tất cả các cái dự án mới dù lớn dù nhỏ gì đó nó cũng đều có hoàn toàn có thể list ở trên Uniswap một cách rất là dễ dàng và ngay lập tức là tiếp cận với người dùng và với cái tệp của nó. Đặc biệt là những cái dự án như là Memecoin chẳng hạn, nó cũng là một cái nét văn hóa riêng của DeFi. Chính vì vậy anh em có thể thấy rằng cái xu hướng phát triển song song hai giữa Web 2.0 và Web 3.0 thì gần như nó là bắt buộc rồi, không có ai đứng ngoài được. Và dĩ nhiên là sẽ có bước đầu mà mình nói cũng giống như là cái câu chuyện mà ngày xưa chúng ta đổi qua từ đi xe máy, từ không đội mũ bảo hiểm sang đội mũ bảo hiểm chẳng hạn, hoặc là gần đây là cái câu chuyện đo nồng độ cồn chẳng hạn đó, mình nói thí dụ vậy. Tức là những cái gì mới bắt đầu thì nó cũng sẽ phải thử nghiệm, phải lộn xộn một chút, phải cải tiến dần dần, và mới đầu thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái phiền toái, những cái khó chịu, tại vì chúng ta chưa quen đó, và nhưng dần dần nó thì mọi thứ nó cũng sẽ tốt lên thôi. Và suy cho cùng thì cái việc phát triển Web 3.0 hay là Web 2.0 ngày xưa thì cái mục đích cuối cùng của nó vẫn là để mà phục vụ cái đời sống của con người và tạo ra cái giá trị trong cuộc sống. Thì chính vì vậy thì từ từ nó cũng sẽ có những cái khắc phục thôi, và nếu như không khắc phục được thì Web 2.0 nó vẫn sẽ tồn tại và nó vẫn sẽ phát triển. Còn nếu mà có những cái dự án mà nó giải quyết được những vấn đề mà mình vừa nói, và một ngày nào đó chúng ta sử dụng Uniswap mà cũng như chúng ta xài Binance chẳng hạn, thì sẽ có những cái thời điểm Web 3.0 nó sẽ thay thế. Thì chính vì vậy mình tin rằng cái việc xu hướng mà dịch chuyển dần từ 2.0 qua 3.0 của các cái ông lớn á, thì nó là cần thiết và nó hoàn toàn là tất yếu thôi. Người ta cũng phải chuẩn bị cho những cái bước đệm như vậy, bởi vì cái tầm nhìn của người ta rất là xa. Tầm nhìn của những cái tổ chức như vậy thì người ta phải nhìn 10-20 năm lận, chứ người ta không có nhìn vài tháng hay một năm được. Thì do đó cái việc người ta chuẩn bị dịch chuyển như vậy là cái điều mà theo mình thấy là hoàn toàn cần thiết. Anh Poseidon có nói đến cái câu chuyện là bây giờ chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là dịch chuyển giữa Web 2 lên Web 3, thì chắc chắn là đâu đó chúng ta sẽ có một vài cái hiểu nhầm, tại vì rõ ràng là hai cái nền tảng, hai cái cách hoạt động nó khác nhau và nó đan xen vào nhau, thì đâu đó những người dùng sẽ có những cái hiểu nhầm về hai cái hình thức này. Vậy thì từ cái góc nhìn của anh thì không biết có cái ví dụ nào mà anh thấy điển hình nhất mà khi mà từ cái việc quan sát những người xung quanh hoặc là những cái câu hỏi xung quanh thôi, thì không biết là anh thấy là đâu là những cái hiểu nhầm mà mọi người hay mắc phải liên quan đến Web 2 và Web 3. Ví dụ như là đang xài Web 2 nhưng mà cứ tưởng nó là Web 3 chẳng hạn, hoặc xài Web 3 nhưng mà thấy nó là Web 2 kiểu vậy, thì đâu là những cái hiểu nhầm mà anh thấy nó khá là điển hình ở thời điểm hiện tại. Thì mình thấy điển hình nhất là cái câu chuyện là về hiểu nhầm về Web 3.0 ấy, chứ còn Web 2.0 thì chắc mọi người, tại vì nó cũng tồn tại lâu quá rồi, cũng mọi người cũng xài quá nhiều, và hiện tại ai cũng gần như cũng đang dùng Web 2.0 thông qua cái mạng xã hội như Facebook, Zalo, hay thông qua những cái phương tiện thanh toán hay là thương mại điện tử, thì nó đều là Web 2.0, cho nên là nó dễ nhận thấy rồi, và gần như nó tồn tại
ở khắp mọi nơi trong cuộc sống này. Còn đối với câu chuyện Web 3.0 thì hơi buồn cười xíu là khi mà mọi người trong thị trường hồi xưa, cái thời điểm mà Web 3.0 nó đang là một cái trend thì mọi người hay kiểu phân loại kiểu trong blockchain đâu là Web 3.0, đâu là dự án về Web 3.0, thì thực ra cái này nó hơi buồn cười tại vì bản thân blockchain thì mọi cái liên quan đến blockchain nó đều là Web 3.0. Tại vì cái đặc trưng nhất của Web 3.0 là cái tính phi tập trung và trong cái việc lưu trữ dữ liệu và thậm chí kể cả xử lý dữ liệu nữa, cho nên là những thực hiện một cái tương tác, mở một cái ví và tương tác bất kỳ với một cái mạng lưới blockchain nào phi tập trung thì nó đều là Web 3.0, hay là khi anh em giao dịch trên Uniswap thì nó cũng là Web 3.0, là đại loại nó là như vậy. Cho nên thực ra nói blockchain nó là Web 3.0 cũng gần như là, theo mình là gần như là đúng. Dĩ nhiên là sẽ không phải hoàn toàn, tại vì sẽ có những cái dự án là người ta vẫn đang phải kết hợp giữa Web 2.0 và Web 3.0. Mình lấy ví dụ như là những cái dự án điển hình nhất có thể nói là về giao dịch phái sinh, tức là khi mà để mà nâng cái trải nghiệm người dùng á, thì thông thường cái trải nghiệm chúng ta hay quen thuộc đó là đặt các cái lệnh order book, đúng không ạ? Tức là những cái lệnh mà chúng ta đặt set limit buy, limit sell, stop loss, take profit các thứ. Thì để mà những cái này mượt mà thì thông thường các cái dự án phi tập trung, mặc dù là nó vẫn xây dựng trên on-chain nhé, nhưng mà nó sẽ đưa những cái lệnh đó xử lý off-chain. Thì dĩ nhiên cái này nó vẫn có một cái mức độ phi tập trung nào đó. Cái lệnh được gửi lên nền tảng thì nó vẫn là on-chain, nó vẫn là public cho mọi người cùng theo dõi, nhưng mà để gọi là kết nối cái thanh khoản giữa những cái lệnh khác nhau, ví dụ là lệnh mua kết nối với một cái lệnh bán, thì nó phải thông qua một cái đơn vị server, một cái đơn vị làm thị trường nào đó, thì cách mà họ triển khai cái đó thì mình cũng không thể nào mà gọi là, có thể gọi là web 2.5 có thể gọi là web 2.5. Chính xác rồi, thì cho nên là nó vẫn sẽ có một cái sự kết hợp ở một cái mức độ nào đó. Thì cho nên nhiều anh em tại cái thời điểm này thì chúng ta cũng không cần quá thần thánh hóa cái Web 3.0. Dĩ nhiên Web 3.0 nó là xu hướng trong tương lai, nhưng mà chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng là Web 3.0 hiện tại thì đồng ý là nó cũng có những cái mức độ phát triển nhất định, nhưng mà nó cũng chưa hoàn toàn thay thế được Web 2.0. Cho nên là anh em cần có cái sự phân biệt nhất định để anh em hiểu rằng đâu là 2.0, đâu là 3.0 và đâu là cái sự kết hợp. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất á, thì chúng ta sẽ có cái nhìn nó đúng đắn hơn, và từ đó có cái định hướng trong tương lai nó rõ ràng hơn. Chắc là em nói sơ một xíu về một cái câu chuyện mà cũng một cái tin tức cũng liên quan trong tuần vừa rồi, đó là hai cái vụ phishing tấn công về frontend của Seller và Compound. Thì nhiều anh em cũng sẵn cái câu chuyện về web 2, web 3 này, thì nhiều anh em cũng thắc mắc là nếu như mà ví dụ như cái frontend nó bị chiếm quyền như vậy thì cái tài sản ví dụ như họ để ở trên các cái platform này, hoặc là họ đã từng tương tác với các platform này, thì nó sẽ có nguy hiểm hay không. Thì về cơ bản đây là một cái case mà em cũng nhân tiện là có một cái sự kiện trong tuần vừa rồi thì em cũng muốn nêu lên để làm gọi là rõ cái sự khác biệt giữa web 2 và web 3. Tại vì nhiều anh em cứ hình dung là có một cái chỗ là anh em hay hiểu nhầm, đó là ví dụ như tấn công frontend thì cái ví của mình nó sẽ bị ảnh hưởng, mà không, cái frontend này thì về bản chất đâu đó nó vẫn sẽ là web 2, và khi mà cái domain nó bị tấn công thì và nó bị chèn những cái mã độc, nếu như mà chúng ta không tương tác với những cái mã độc này thì về cơ bản cái phần web 3, cái phần ví của chúng ta, cái tài sản nó vẫn sẽ an toàn. Chúng ta không ký gì tầm bậy ở bên web 3 thì mọi thứ nó vẫn sẽ an toàn. Còn cái frontend nó bị tấn công là chuyện bình thường. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái hiện tượng đó xảy ra rất là nhiều rồi. Cái hình thức phishing thì nó gần như là một cái khá là phổ biến của thị trường crypto. Không chỉ riêng thị trường crypto đâu, nhiều cái lĩnh vực khác của đời sống thì chúng ta cũng đã bắt gặp cái hiện tượng đó rồi. Thì đó là một cái case mà có thể là nhiều anh em hiểu nhầm. Đâu đó thì anh em cũng có thể tìm hiểu thêm về cái khái niệm RPC node. Nó là một cái cổng, có thể coi là cái cổng chuyển tiếp giữa web 2 và web 3. Thì những cái thao tác từ RPC node đổ về trước thì có thể chúng ta coi đó là web 2, hoặc là những cái thao tác từ RPC node mà đổ về phía sau thì chúng ta coi nó là web 3, khi mà nó qua cái cổng nó rồi và nó được đưa lên cái mạng lưới blockchain để nó xử lý, thì cái đó là cái bắt đầu là cái câu chuyện của web 3. Thì nó là một cái cột mốc và một cái khái quát rõ nhất để anh em có thể đâu đó phân biệt được cái sự khác nhau giữa hai cái hình thức này, để tiện theo dõi hoặc là tiện thao tác sau này. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về những cái cập nhật đi. Thì những cái thay đổi
trong thời gian vừa qua mà anh Poseidon thấy là có những cái nét rất là đáng chú ý và nó rất là tiềm năng. Thì không biết là có cái sự gọi là cái sự hòa hợp giữa Web 2, giữa các cái hình thức off-chain với lại Web 3, những cái hình thức on-chain nào mà anh thấy đáng chú ý trong thời gian vừa rồi? Thì chắc là sẽ là khá là nhiều. Thì đáng chú ý nhất thì mình có thể kể ra một số cập nhật nó hot gần đây. Thí dụ như là đầu tiên là nói về OK trước đi ha. Thì một cái sản phẩm ví, nói chung là ban đầu mọi người nghĩ thì cũng là một cái ví bình thường thôi, nhưng mà thực ra cái sàn OK này nó đã làm rất là tốt, khi mà anh em thấy rằng nó gần như nó kết hợp cái ví đó ngay vào trong cái sàn của nó luôn, và chúng ta có thể thực hiện gần như là tương tác song song giữa cái sàn tập trung với sàn phi tập trung, quản lý tài sản ở hai nơi cùng một lúc. Cũng như là nói chung là mình có xài qua cái ví này và mình khá là bất ngờ đó. Nói chung là không phải là nó có một cái gì nó quá đặc sắc về mặt công nghệ, nhưng mà gần như là nó cũng tiết kiệm thời gian cho mình khá là nhiều khi mà kiểu all in one ở có thể tích hợp một cách nó không. Thực ra em thấy là bài nên họ cũng có một cái tab để chuyển đổi giữa web 2 với web 3 ở trong cái ứng dụng của họ luôn. Ừ, với lại là đó, cái đại loại là nó kiểu nó chú ý đến trải nghiệm người dùng á, tức là bấm vào cái ví đó cái là chúng ta có thể quản lý tài sản ở họ toàn bộ các trên, không cần phải xài qua một cái bên thứ ba như là The Bank hay là các cái trình scan khác nữa. Nói chung là mình thấy cũng khá là hợp lý. Rồi cái thứ hai là về Telegram, khi mà người ta đưa một cái bot vào và anh em có thể tạo ví ở ngay trên cái ứng dụng chat cũng như là thực hiện các lệnh mua bán, thì nó cũng tựa như mà cái kit engine anh em chơi cái meme coin ở bên Solana, tức là chúng ta có những cái con bot và chúng ta có thể sử dụng những cái lệnh chat ở trên Telegram để mà tương tác với các cái sàn phi tập trung ở trên Solana và mua bán các cái token đó một cách nó tốt hơn, kiểu nó có cài đặt slip pay rồi các thứ, chi phí giao dịch các thứ để chúng ta có thể mua được và bán được. Thì mình thấy khá là hay, thực sự thì nó rất là sáng tạo, kiểu nó thay đổi hoàn toàn cái tiếp cận của người dùng bình thường. Bình thường thì chúng ta phải cài đặt ví rồi các thứ, setup các thứ rồi lên ví mới giao dịch được, nhưng mà hiện tại chúng ta có thể giao dịch hoàn toàn thông qua các cái câu lệnh ở trên Telegram. Thì Telegram nó đang hỗ trợ một cái con bot cho cái hệ sinh thái Tron đúng không? Mình nhớ là vậy, thì nó khá là ok. Cái thứ ba là cái ví của Coinbase đúng không ạ? Khi mà người ta đưa ra một cái ví kiểu ví thông minh, smart wallet, và ngoài việc tích hợp các cái công nghệ mới như account abstraction hay là các công nghệ ví mới, thì người ta còn đưa ra một cái kiểu của web 2.0, tức là xác thực bằng Face ID các thứ. Thì đây cũng là một cái sự kết hợp mà theo mình nó khá là thú vị, và nó sẽ tăng cái tính bảo mật cho người dùng rất là nhiều. Thì đó là một số cái cập nhật mà theo mình nghĩ là có cái sự kết hợp nó khá là hay và sáng tạo giữa 2.0 và 3.0 ha. Về cái câu chuyện Smart Wallet thì anh em có thể tìm hiểu thêm về một cái khái niệm, đó là EIP-7212. Thì đây là một cái chuẩn mà họ đã tích hợp vào, hiểu nôm na là nó mã hóa những cái hình thức xác thực truyền thống mà chúng ta đã quen thuộc, cụ thể như là Face ID hoặc là vân tay. Thì những cái này là về cơ bản nó vẫn sẽ là Web 2 thôi, và những cái đơn vị phát triển điện thoại của chúng ta thì họ sẽ đâu đó vẫn sẽ phải hỗ trợ những cái việc mã hóa đó. Nhưng mà với cái chuẩn 7212 thì nó sẽ có cái sự chuyển đổi, làm sao để cái chuẩn mã hóa đó mà chúng ta có thể chuyển đổi nó thành những cái chữ ký ở trên không gian Web 3. Thì đây là một cái thay đổi nó cũng khá là đáng chú ý trong thời gian vừa rồi. Em thì em quan tâm một cái mảng mà có thể ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta nói là Web 3 sẽ thay đổi Web 2 thì nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà em thấy nó cũng khá là mon men thời gian vừa rồi, đó là cái câu chuyện về SocialFi, những cái mạng xã hội Web 3 tạm gọi như vậy. Thì nếu như mà nói là bây giờ mấy cái mạng đó mà mọi người xài nhiều hơn cả Facebook hay là Twitter thì hoặc là Instagram thì nghe nó hơi mắc cười, nhưng mà thời gian vừa rồi thì em cũng thấy có một vài những cái cập nhật liên quan đến cái mạng này mà cũng khá là hay. Ví dụ như là Frame của Webcast, hay là anh em biết nhiều hơn là cái nền tảng ở dưới nó là Farcaster, thì anh em có thể gọi là tương tác trực tiếp on-chain với cái nền tảng này, tức là
về đâu đó cái giao diện nó vẫn sẽ là web 2, nó vẫn sẽ là một cái mạng xã hội mà chúng ta thường quen biết. Nhưng mà khi mà bấm những cái nút này thì chúng ta có thể tương tác trực tiếp với lại cái blockchain luôn. Thì ở dưới nền nó sẽ có một cái cầu nối sang web 3. Và Solana thì họ cũng có một cái thay đổi như vậy, đó là cái action và cái blinks. Thì đây là một cái giao diện, một cái API mà cho phép những cái người dùng Twitter thì họ có thể gọi là đang lướt Twitter nhưng mà họ có thể tương tác trực tiếp với cả những cái DApp ở không gian web 3. Thì đây là những cái thay đổi mà có thể ở thời điểm hiện tại nó sẽ gây ra rất là nhiều tranh cãi, bởi vì web 3 dù gì nó vẫn sẽ có những cái đặc tính là nó hơi hỗn loạn một xíu, và không ai bảo vệ ai cả. Cho nên là đâu đó chúng ta khi mà trải nghiệm và tương tác với những cái sản phẩm này thì cũng nên có một vài cái ý thức một xíu đâu là web 2, đâu là web 3 để có thể gọi là có những cái cách tiếp cận làm sao để mình bảo vệ cái tài sản của mình, các cái thông tin, dữ liệu của mình. Nói đến đây thì đâu đó chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện phía trước của web 3 nó thực sự là nó không phải màu hồng, nó không quá là tương lai, nó cũng không quá là vĩ mô. Nhưng mà đâu đó khi mà chúng ta nhìn vào những cái cập nhật thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là có những cái sự phát triển nó cũng khá là nền tảng, và nó cũng từng bước nó như là từng cái viên gạch nó xếp lên nhau. Thì đâu đó khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin đó thì chúng ta cũng phần nào an tâm hơn khi mà chúng ta trong cái hành trình đi khám phá cái sự chuyển giao giữa web 2 sang web 3. Thì hy vọng là cái nội dung của DeFi Discussion tuần này đâu đó nó sẽ truyền tải cho anh em một cái tinh thần như vậy, một cái cách tiếp cận nó bình tĩnh và nó tuần tự hơn như vậy. Chắc là tập tuần này cũng dài rồi. Hy vọng là những nội dung trên đây đâu đó nó sẽ có những cái gợi mở cho anh em những cái nguồn cảm hứng mới trong cái buổi thứ hai đầu tuần này. Còn bây giờ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast. Rồi, như thường lệ thôi thì rất cảm ơn anh em đã lắng nghe podcast cũng khá là dài này, và chúc anh em là tiếp tục có thêm những cái thành công trong thị trường, và cũng hy vọng anh em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với DeFi Discussion trong những cái tập tiếp theo. Xin chào anh em. Ok, cảm ơn anh Poseidon rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Ok, bye bye anh em.